xưa kia, Họa và Công là đôi bạn chí thân. Bộ lông của chúng vô cùng giống nhau, đều xám xịt như vừa mới chui ở bùn lên. Lúc ấy chúng chưa có bộ cánh như bây giờ. Cả hai con đều tự biết mình xấu xí nên không dám chơi với ai. Riêng Công dưới mắt của Họa thì càng tệ hại. Cái đầu bé xíu chẳng cân với cái người, thêm vào đó có một cái cổ dài khẳng khiu, thật khó coi hết sức. Một ngày nọ, Họa nói với Công: Họa, Công nè, mày có thấy bộ lông của tụi mình thật là xấu xí không? Tao biết rồi, mày đừng có nói nữa, tao buồn lắm. Bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Mày phải chịu khó suy nghĩ xem có cách nào biến đổi để tụi mình đẹp đẽ hơn không? Biến đổi hả? Tao nghĩ ra rồi. Chuyện gì? Ở ngoài bìa rừng á, có một anh thợ sơn. Anh đang vẽ cái gì đó. Tao thấy ảnh để rất nhiều màu vẽ dưới đất. Hay là tụi mình ra đó lén ăn cắp một mớ sơn đem về đây. Đứa này sẽ vẽ cho đứa kia, để hai ta có cùng một bộ lông tuyệt đẹp. Hay quá, hay quá. Còn chờ gì nữa, tao với mày bay ngay ra đó đi. Đi nha. Không chần chừ, Họa và Công bay tuốt ra bìa rừng. Chúng núp trong bụi rậm, chờ cơ hội thuận tiện để ăn cắp màu sơn. Thế nhưng anh chàng thợ sơn cứ say sưa vẽ mãi, chúng chẳng có cách nào lấy được các màu. Trời ơi, Công ơi, tao mệt quá. Chắc tại từ sáng tới giờ tao chưa có ăn gì hết, cho nên bụng của tao cồn cào quá. Xít, mày á, tao đói quá à. Mày không được nói lớn. Tao xin lỗi mày. Trời ơi, mày còn nói lớn hơn tao nữa. Tao quên. Nè, chờ chút xíu nữa xem sao. Tối trưa, thế nào gã thợ sơn cũng phải vào nhà ăn cơm. Lúc đó, mình tha hồ. Quả nhiên, khi mặt trời đứng bóng, vợ anh thợ sơn chạy ra gọi chồng vào ăn cơm. Thế là Họa và Công không bỏ lỡ cơ hội đó. Chúng lao ngay ra, quơ hết những lọ màu để ngổn ngang trên mặt đất. Lẹ lên Công ơi, kẻo tụi ra bắt mình bây giờ. Khoan đã, chờ tao lấy thêm cây cọ dẻ. Lẹ lên. Xong việc, cả hai lập tức bay về cuối rừng, hễ hả với những thứ lấy được. Mệt quá, hồi nãy tao sợ muốn chết luôn vậy đó. Tao cũng vậy, nhưng bù lại, tụi mình lấy được nhiều màu dẻ. Bây giờ đứa nào dẻ chưa? Bây giờ tao sẽ đứng cho mày vẽ, sau đó tao sẽ vẽ lại mày, chịu không? Chịu liền. Thế là Họa bắt đầu vẽ cho Công. Họa vốn khéo tay nên nó tô điểm cho Công từng tí một. Đầu tiên nó phủ lên lớp lông xám một màu xanh biếc, sau đó nó tô viền thêm màu đỏ có mấy cái lông ở cổ. Họa còn đánh thêm màu vàng và xanh lá cây, trông rất là ngộ nghĩnh. Trời ơi, mày đẹp quá. Ê, Họa ơi, cái đuôi của tao dài lắm. Mày làm ơn vẽ lên đó những con mắt màu đen, viền màu lam và tím nữa nhé. Họa, được rồi. Nhưng mà mày phải xè cái đuôi của mày ra thì tao mới vẽ hết được. Trời, nè, xè liền. Thế là Công xòe cái đuôi của nó ra như là một cái quạt. Họa cắm cuối vẽ lên đó những vòng tròn mi mắt. Nó tô từng chiếc lông Công một cách kỹ lưỡng. Ê, Họa ơi. Cái gì? Mày rắc lên cái đuôi của tao một ít nhũ vàng đó, cho nó sáng, cho nó lấp lánh nha. Yên chí. Đây nè, sẵn có nhũ vàng, nhũ bạc và xà cừ nữa. Tao sẽ rắc lên cái đuôi của mày, kêu chưa? Chịu. Một lúc sau, Họa hoàn toàn biến Công từ một con chim có bộ lông xấu xí thành một con chim tuyệt mỹ. Trời ơi, mày đẹp quá. Bây giờ đến lượt mày, mày vẽ cho tao nè. Tao sẽ vẽ cho mày y hệt như là mày vẽ cho tao. Mày vẽ y hệt như là tao vẽ cho mày, như vậy là được đó. Rồi đứng im, tao bắt đầu vẽ.
Thế là công bắt đầu tô những màu sắc lên lông con quạ. Nhọt quá, mày đừng có chọt vô trong. Bỗng từ đâu một con quạ khác bay đến. Quạ, đằng kia có xác của con này mới chết. Mau ra đó mà ăn, con xác con này mới chết. Ra ăn, nhanh lên. Quá, nhưng mà tao đang trang điểm. Thôi chờ đến chiều đi. Trời ơi, làm sao chờ tới chiều được. Chiều xuống, các con thú khác cọp bèo kênh giữa hưu nó ăn hết sao? Còn đâu phần mày nữa. Thôi kệ mày, chào mày, tao đi tao ăn một mình tao. Quá. Trời ơi. Nói xong, con quạ kia bay mất. Còn con quạ của chúng ta thì bồn chồn bối rối. Nó chợt nhớ ra, từ sáng tới giờ nó chưa có miếng thức ăn nào trong bụng. Nãy giờ mê dẻ nên quên đi cái đói. Nó rên rỉ. Công ơi. Gì? Còn lâu không? Lâu chứ. Mày không biết nghệ thuật maquillage hả? Tao phải tô từng cánh một. Nè, giơ cánh lên. Maquillage là cái gì? Là trang điểm. Tao đói quá à. Thôi, bây giờ mày lấy đại màu nào nhiều nhất á, mày tưới hết lên người tao đi cho nhanh lẹ đi. Tao còn bay đi kiếm ăn nữa. Tao chịu hết nổi rồi. Nghe lời quạ, công lấy nguyên lọ sơn màu đen rưới lên hết trên người của quạ. Thế là nó đen nhẽm cả người từ mỏ đến chân. Công ơi. Ơi. Tao đẹp không? Mày lấy giùm tao cái gương để tao coi thử đi công. Đến khi soi gương, quả sửng sốt. Quá. Trời ơi. Con gì vậy? Cục gì vậy? Ai vậy? Mày. Quả đó. Mày chứ ai? Trời ơi. Chết tao rồi. Sao mày đen thui lui vậy? Tại mày. Trời ơi. Đúng là tai quả rồi. Trời ơi. Làm sao đây? Hiểu ra thì đã muộn. Chỉ vì hấp tấp có một chút mà con quạ phải mang bộ lông đen suốt đời, trong khi con công thì lại rực rỡ. Cho nên mới thấy trong công việc, sự cẩn thận và kiên nhẫn vẫn hơn.